trong một động thái thể hiện quyết tâm thúc đẩy tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Washington và La Habana. Ngày 7 tháng 4, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cam kết sẽ nhanh chóng có quyết định về việc đưa Cuba ra khỏi danh sách các nước bảo trợ khủng bố, ngay sau khi nhận được bản đánh giá từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông Obama khẳng định ông sẽ ngay lập tức hành động sau khi nhận được bản đánh giá khuyến nghị từ Bộ Ngoại giao Mỹ. Ông chủ Nhà Trắng bày tỏ tin tưởng hai nước đang đứng trước một cơ hội thực sự để giải quyết vấn đề và Washington sẽ tiếp tục thúc đẩy nội dung này. Tổng thống Mỹ cũng bày tỏ hy vọng có thể sớm mở Đại sứ quán Mỹ tại Cuba, khởi động các kênh liên lạc và trao đổi thường xuyên giữa hai nước về các vấn đề cùng quan tâm. Tuy nhiên, ông Obama hiện vẫn chưa đưa ra khung thời gian cụ thể cho quyết định này. Mỹ liệt Cuba vào danh sách các nước bảo trợ khủng bố từ năm 1982, ngay sau khi công bố bước đột phá ngoại giao với Cuba hôm 17 tháng 12 năm 2014. Tổng thống Obama đã chỉ thị tiến hành đánh giá về việc xem xét đưa Cuba ra khỏi danh sách trên. Việc chưa có đột phá trong vấn đề này đang là một yếu tố cản trở đối với tiến trình khôi phục các mối quan hệ giữa Washington và La Habana. Theo kế hoạch, Tổng thống Obama sẽ có một cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Cuba Raúl Castro khi hai nhà lãnh đạo tham dự hội nghị thượng đỉnh tổ chức các nước châu Mỹ OAS lần thứ 7, được tổ chức tại Panama trong 2 ngày 10 và 11 tháng 4 tới.